Vừa qua, Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam PhatMedi Việt Nam 2024 đã chính thức khai trương tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Sự kiện với sự tham gia của các quan chức lãnh đạo ngành y tế và hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Triển lãm được kỳ vọng sẽ đón tiếp hơn 8.000 khách tham quan, bao gồm các chuyên gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây là cơ hội để giới thiệu các công nghệ và sản phẩm y tế mới nhất, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối và hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trong khuôn khổ triển lãm, Noguchi, một thương hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng từ Nhật Bản, đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và khách tham quan với những chứng nhận uy tín từ Hiệp hội Đào tạo Dược sĩ Nhật Bản và Cục Khoa học Công nghệ Nhật Bản, cùng nhiều giải thưởng quốc tế danh giá có chỗ đứng vững chắc trong lòng người dùng. Định hướng sắp tới của công ty mình đó là độ phủ của Noguchi tại Việt Nam. Mình mong muốn mang những sản phẩm tốt nhất đến từ Nhật Bản, đến tay người tiêu dùng Việt Nam, để chúng ta ai cũng có một sức khỏe ngày càng tốt hơn. Sự hiện diện của Noguchi tại PhatMedi Việt Nam 2024 không chỉ là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao, mà còn là minh chứng cho cam kết của thương hiệu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt. Triển lãm hứa hẹn sẽ mang đến những giải pháp toàn diện cho các vấn đề sức khỏe, góp phần xây dựng một hệ thống y tế hiện đại và bền vững tại Việt Nam.